Bài đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn thấy một cái tủ quần áo. Vậy thì trong tủ quần áo có những đồ vật gì? Thì chúng ta sẽ cắt cái bức tranh này, dán vào những cái đồ vật đây, dán vào cái tủ quần áo này. Tiếp theo là chúng ta ôn tập letter B. Từ nào bắt đầu bằng letter B chúng ta sẽ viết ở dưới cả chữ hòa cả chữ thường. Ở đây có thấy cô thấy có từ butterfly này, box này, bike, boat, banana. Bài cuối cùng là chúng ta sẽ ôn tập về số nhiều. Chúng ta thêm số nhiều bằng cách là thêm S vào cuối từ. Ví dụ đây là hat là có một cái mũ ạ. Và nhiều cái mũ từ hai cái mũ trở lên chúng ta sẽ thêm S vào cuối sẽ là hats. Tương tự đối với từ hanger và từ sock. Chúng ta sẽ viết số nhiều ở cái dòng kẻ này. Sau khi viết xong chúng ta sẽ vẽ. Vẽ số nhiều, ví dụ đây cô sẽ vẽ có thể từ hai cái mũ trở lên. Các con có thể vẽ nhiều hơn. Đấy, nhớ là phải vẽ số nhiều các con nhé.